Thái quý, sao khanh vội ra đi bỏ trẫm? Từ nay trẫm biết dựa vào ai trong cõi xã tắc? Ai sẽ là người giúp trẫm dẹp loạn nếu phản tặc lại nổi lên? Tại sao khanh đoạn mệnh như vậy? Trần Tử Khanh, nhị ca của trẫm. Và muôn tâu bệ hạ, dù sao thì đệ ấy cũng đã ra đi, xin ngược chớ quá đau buồn. Ngươi, ngươi giết thái quý phụ chính của trẫm có đúng không? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao? Ngươi hãy trả thái quý phụ chính cho ta. Người anh hùng nơi hải ấp giang danh, từ thuở nhỏ giỏi giang lưới chài, lớn lên luyện rèn giáo mát gươm đào. Đã bao phen đối vua chạy khỏi kinh thành, khiến cho tất cả quân hùng ở các nơi hú nghe khiếp hoài. Tử Khánh hiền đệ ơi, sao đệ dội bỏ huynh ra đi như vậy, để lại nỗi tiếc thương cho hoàng thượng? Nặng trĩu trong lòng văn gió trăm quan, một mình vào loạn quân như chốn không người, quái phong lâm liệt, sao hôm nay mãn đành dĩ tuyệt? Ta trách ông trời sao quá bất công. Hoàng thượng lại lên cơn nữa rồi. Thái giám, các ngươi hãy đưa hoàng thượng hồi cung an nghỉ. Không, ta không điên. Ngươi điên thì có, ngươi lầm lì ít nói, nhưng lòng thâm hiểm vô cùng. Ngươi đừng tưởng ta không biết tham vọng của ngươi. Cả ba anh em các ngươi lúc nào cũng chèn ép trẫm, cũng dòm ngó ngôi vị của trẫm, cũng muốn biến nhan sơn họ nhà Lý thành họ nhà Trần của các ngươi. Và muốn tâu hoàng thượng, xin người đừng nói vậy mà quan cho anh em hạ thần. Gia tộc họ Trần đời đời tận trung với bệ hạ. Tận trung với bệ hạ? Trong ba anh em các người, tuy ngươi là người nóng tính, nhưng ngươi biết phép tắc lễ nghi, còn biết xem ta là vua, còn biết cúi đầu thủ lễ. Nhưng ngươi chỉ làm bộ ở bên ngoài thôi, làm sao ai biết được trong lòng ngươi đang nghĩ gì và đang muốn gì, có đúng không? Và muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ an tâm, thần trọn đời tận trung với bệ hạ. Tận trung với một ông vua điên à? Làm sao có chuyện một bầy sói chịu an phận nhìn một con cừu làm vua? Ngươi nhìn ta cái gì? Ngươi đừng cậy thế mình có binh hùng tướng mạnh. Ta cũng có tướng mạnh binh hùng giống như ngươi. Ngươi biết ở đâu ta có binh hùng tướng mạnh không? Ta mượn binh của nhà trời đó, đánh đuổi họ Trần các ngươi ra khỏi Thăng Long, gây dựng lại một triều Lý hưng thịnh như thời Lý Thái Tổ kìa. Ta là tướng của nhà trời, xuống đây dẹp loạn cho đời khiếp hoài. Trần Thủ Độ, ngươi đừng quên điều đó. Thần không dám.
Hiền đệ, trong lòng ta chỉ ao ước một điều, nhưng có lẽ kiếp này ta không làm được. Từ khi Lý Cao Tông nối ngôi, bỏ bê chính sự, dơ giết của cải dân xây cất cung điện, bắt trăm họ phục dịch khổ sở đến tận cùng, trộm cướp khắp nơi, quân hùng nổi dậy, Đại Việt đã rơi vào hỗn loạn. Loạn quách tốt là cây dốc không điểm dừng cho vương triều nhà Lý lao xuống vực sâu. Ta chỉ mơ ngày Đại Việt bình yên. Nhị ca, người làm nên đại cuộc chính là đệ. Đệ là người thâm trầm, quyết đoán, trí dũng song toàn. Vì vậy, đệ sẽ thay ta nắm giữ ba quân, phò trợ huynh trưởng làm nên đại nghiệp. Hãy hứa với ta một đời trung nghĩa, hãy vì việc chung, vì gia tộc họ Trần. Ta chết rồi, nhưng lòng vẫn ước mong đệ sẽ thay ta làm cho họ Trần thêm hưng thịnh. Nhớ, không được nồi da sao thịt, nguồn gốc của suy ta là gia tộc chẳng bình an. Đệ hứa, đệ hứa, một lòng vì gia tộc họ Trần, không vì danh lợi của bản thân. Kẻ nào cản bước làm đến đại cuộc, Trần thủ đô này quyết sẽ chẳng thương xót. Nay thái quý đã qua đời, triều đình không thể không có người chèo chống. Vậy xin hoàng thượng hãy chuẩn phê người thay thế nhị ca lên phò trợ, giúp hoàng thượng trị nước an dân như những kỷ cương của triều đình. Được, vậy thì theo ta, người lên thay Trần Tử Khánh sẽ là dạ muôn tâu thánh hoàng. Người lên làm phủ chính là Trần Thừa Đại Ca, dặn gió sông toàn được lòng của trăm quan. Ý ngươi đã muốn vậy thì cứ như vậy mà trèo lên, hỏi ý ta chỉ thêm thừa. Ôi thật nực cười phép tắc lễ nghi, thần xin tạ ơn hoàng thượng đã phong cho thần làm phụ chính triều trung. Thần nguyện báo đáp hoàng ân trọn đời, một giả trung thành với đất nước muôn dân. Người đâu, hãy nghe sắc phong của bệ hạ. Này thái quý phụ chính Trần Tử Khánh đã cởi hạ quy tiên, triều đình mất đi một trụ cột giữ vững sự bình yên cho non sông Đại Việt. Vì vậy, trẫm sắc phong cho Trần Thừa, anh trai của Trần Tử Khánh, tiếp nhận chức thái quý phụ chính, phong cho Trần Thủ Độ giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, trông coi việc quân cơ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. We'll be right back.
Trần Thủ Độ, chúa có nhà không? Thủ Độ, mấy ngày nay chú đi đâu? Đi đâu sao không đến gặp ta? Độ phải lo việc dân việc nước. À, tôi có chuyện này muốn hỏi chị. Chú cứ nói. Tôi mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mà không biết có nên nói hay không. Chú run sợ à? Có khi cũng phải biết run. Đỉnh đỉnh đại danh của đất Đại Việt, Trần Thủ Độ dưới một người trên vạn người, vậy mà cũng biết run sợ sao? Ta đến đây là để nghe chú nói. Nếu chú không nói thì thôi, ta về. Chị Dung, sao lại vội về? Chị thừa biết việc quốc gia đại sự, có điều nói được, có cái xong rồi mới nói, có cái chỉ vài ba người biết, có việc chỉ trong đầu của Độ này, một mình Độ biết, xin hoàng hậu hiểu cho. Vậy trong đầu của Độ, số phận của Dung Như thế nào? Trong đầu của tôi chỉ lo cho số phận đất nước này. Đúng là một quân tử lúc nào cũng lo cho việc đại sự. Vậy thì quân tử ơi, triều lý đang suy vong, tại sao quân tử không nhân cơ hội này để cướp ngôi vua? Chị lại ăn nói lung tung nữa rồi. Thủ Độ, xin người tĩnh tâm lại mà nghe Độ nói đây. Từ ngày còn thơ bé ở làng Phủ Long Hưng, chúng ta chơi trò chồng vợ, Dung còn nhớ không? Làm sao Dung quên được những ngày thơ mộng đó? Độ giả làm hoàng đế, Dung ngồi canh bên ai? Rồi bỗng đâu Dung tố tròn 14, bỏ lại tôi bơ vơ giữa làng Phủ Long Hưng. Những ngày ấu thơ đã khắc sâu vào tim Dung. Và khi trở thành hoàng hậu nương nương, Dung đã không quên lo lắng cho ai, nên ngày nay người thành danh tướng. Cả triều đình đây sắp lọt vào tay ai? Dung hải cần ngôn, tai dắt mạch rừng, tôi không cần giành ngôi vương đế. Điều ước
hòa, nhà nhà no ấm yên vui. Không phải là ngôi vua, vì nó không phải của tôi. Tôi không mang ngôi cao thì chớ nên quá bận lòng, hãy vì trăm họ muôn dân. Tôi không hiểu huynh đang nghĩ gì, huynh hãy nói tôi rõ tận tường, kéo lòng tôi thắc mắc không yên. Dung chớ lo xa tin tường, nơi tôi dừng và an lòng. Không có gì phải ưu phiền. Tôi thật tiếc cho huynh, trời đã ban cho huynh cơ hội, tại sao huynh không giành lấy nó? Tôi không làm vua, nhưng tôi sẽ là người tạo ra vua. Thủ đồ, huynh có còn yêu ta như ngày xưa không? Suốt đời đồ không bao giờ thay đổi. Thật chứ? Được, nếu huynh vẫn còn yêu ta như ngày xưa thì huynh phải làm theo mệnh lệnh của ta. Chị Dung, đồ có thể phạm tội loạn luân, nhưng độ không thể chết vì một người đàn bà. Đó là bản lĩnh của độ mà chị đã từng biết. Được, huynh có bản lĩnh của huynh, ta cũng có bản lĩnh của ta. Trong lúc chồng ta đang đau ốm, ta sẽ giành quyền nhiếp chính. Khi Lý Huệ Tông mất, ta sẽ nhường ngôi lại cho huynh. Điều đó không phải là điều mà huynh thường mơ ước sao? Nhà Trần chưa thể trị vì thiên hạ được, vương miện vẫn phải nằm trên đầu nhà Lý. Ai? Nhà Lý có còn một nam tử nào đâu mà ngồi trên chiếc ngai vàng đó? Lý Chiêu Thánh. Lý Chiêu Thánh là con gái thì làm sao làm vua được? Được hay không thì cũng phải làm. Xin hoàng hậu hãy giữ kín chuyện này, nếu lộ ra thì việc lớn khó thành. Nhưng nó mới có 6 tuổi, biết gì đâu chuyện quốc gia đại sự. Khi nó lên ngôi xong, tôi và hoàng hậu sẽ là người làm vua thay nó. Đường đi nước bước thế nào tôi sẽ nói sao? Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ này đã nghĩ, đã làm thì phải được. Không, tôi không muốn làm thái hậu, tôi chỉ muốn làm hoàng hậu của chàng thôi. Dung, Dung đừng ép tôi phải làm vua. Dung đừng để thần dân căm họ xem ta là một tên ăn cướp. Chỉ phải hiểu rằng đâu không phải vì muốn làm vua mà thay đổi một vương triều. Dung đừng vì lợi cho bản thân mà sẽ nổi loạn. Nếu tôi là tên cướp đoạt, ước nguyện xây dựng một nhà Trần sẽ sập đổ tan hoang. Khi tôi sống người ta chửi đã đặt, khi tôi chết họ sẽ đào mã tôi lên mà nguyện xưa. Đồ không mong gì để lại tiếng thơm trong sử sách, cứ để đời sau suy xét.
không muốn Lý Chiêu Thánh làm vua. Tôi chỉ muốn... Chị muốn hay không thì ngày mai Lý Chiêu Thánh cũng là vị vua thứ 9 của Lý Triều Đại Việt. Trần Thủ Độ. Ôi, cơ nghiệp của nhà Lý đã hơn 200 năm. Bảy đời vua anh minh của nhà Lý truyền đến đời ta thì phải mất đi, chỉ vì ta là kẻ bất tài vô dụng. 14 năm làm vua, ta đã chạy loạn khắp nơi, hết nương nhờ người này đến lọt vào tay kẻ khác. Hỡi các đấng tiên dương của nhà Lý anh minh, xin hãy thấu hiểu cho tâm lòng của Lý hảo sảm này. Con đã sợ cơ đồ sẽ lọt vào tay của họ Trần, nên bao năm qua con đã cố thoát ra, nhưng lực bất tòng tâm, con không làm sao thay đổi được. Trần Thủ Độ, người đến đây làm gì? Cút mau, cút khỏi mắt ta đi. Ngươi sợ ta rồi à? Ngươi đã sợ ta chưa? Ngươi sợ nên bỏ đi rồi phải không? Ngươi sợ ta hay là ta sợ ngươi? Mà không, ta sợ cả họ Trần các ngươi. Kể từ khi ta chạy về Hải Ấp, Trần Lý đã cưu mang ta, tôn xưng ta là Thánh Dương, còn cả con gái cho ta làm vợ. Người vợ ấy cũng nhiều mưu mô, đã cùng các người âm mưu chiếm đoạt cơ đồ hơn 200 năm của nhà Lý. Ta hận các người nhưng không thể làm gì, vì vậy ngày đêm cứ phẫn uất trong lòng, nỗi bất lực trong cung hoàng cứ mãi dài dò tâm trí đau điên. Thì hỏi sao ta chẳng đắm chìm trong nỗi điên loạn của riêng mình, khi nhìn cơ đồ nhà Lý tiêu vong. Trần Thủ Độ, ta sợ ngươi lắm. Ta sẽ nghe lời ngươi nhường ngôi cho con gái ta, nhưng không được. Lý Chiêu Thánh là con gái thì làm sao có thể làm vua, đúng không? Đúng không? Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ, ai bảo với ngươi là con gái không thể làm vua? Đúng rồi, đúng rồi, nó sẽ làm được. Con gái cũng làm vua được mà. Lý Chiêu Thánh sẽ là một vị vua tốt của Lý Triều Đại, không như ngươi chỉ biết hưởng lạc làm khổ muôn dân. Giờ thì ngươi hãy vào chùa tu hành, nhường ngôi lại cho con gái ngươi trị vì thiên hạ. Trần Thủ Độ, ngươi nỡ đối xử với ta như vậy sao? Trần Tử Khanh chết, ta đã phong cho ngươi chức điện tiền chỉ huy sứ, ngươi vẫn chưa hài lòng hay sao? Ta biết ngươi đã thông dâm với chị họ của ngươi, bà ấy là vợ của ta, là hoàng hậu của Lý Triều. Ngươi phạm thượng khi quân dám thông dâm cùng hoàng hậu. Cấm vệ quân, cấm vệ quân, đem Trần Thủ Độ ra chém đầu cho ta. Kìa, sao các ngươi đứng im đó? Các ngươi sợ hắn à? Các ngươi không chém thì ta chém. Trần Thủ Độ, ngươi đừng kề kiếm vào cổ ta. Vợ ta đó,
ta sẽ nhường cho ngươi, ta sẽ nhường vợ ta lại cho ngươi. Trần Thủ Đô, Trần Thủ Đô, Trần... người em ta vào chùa Bát Giáp đi tu, rồi ngươi chuyển ta qua chùa Chân Giáo chỉ vì do người dân chứng kiến cảnh dị thường, một ông hoàng quát áo nhà sư, họ khóc thương ta thương nhà lý si tàn, và họ cười cho thế sự đạo đi. Phu quân, bà gọi ta là phu quân mà không sợ Trần Thủ Độ nghe thấy hay sao? Nhưng dù sao chàng cũng là phu quân của thiếp. Bà vẫn còn nhớ ta là phu quân của bà sao? Ta vẫn nhớ. Ngày xưa khi Đạp Thái Hậu có ý định giết ta, bữa ăn nào cũng sai người bỏ độc, ông đã giữ ta ở lại trong cung. Đến bữa ăn, ông nhường cho ta một nửa phần ăn của mình, còn cơm độc Thái Hậu cho người mang đến, ông lén bỏ nó đi. Vì vậy ta mới còn sống đến ngày nay. Chỉ vì ta yêu bà. Một đời đi hảo sảm này, chỉ yêu một mình Trần Thị Dung thôi. Bà có biết không, vì ta xem trọng nghĩa phu thế, dù mẹ ta đã bao lần khuyên bảo phải giết nàng đi để giết trừ hậu hoa, nhưng ta vẫn cứu nàng nuôi mầm hoa về sau. Theo ta đến bên cửu đi.
đã là người thì không cãi được đâu. Hồn trách làm chi chỉ khổ thêm thôi. Coi như kiếp này tôi lỗi đau ông. Trần Thị Dung ơi, ta chẳng trách nàng đâu, ta chỉ trách ta thời trai trẻ sao cứ mãi đam mê đắm chìm trong bể ai. Không học theo người xưa tu thân trị vì thiên hạ, để đến khi ta ngồi trên chiếc ngai vàng. Một bước lên mây ta trụy lạc hoàng, ta không biết chỉ gì thiên hạ, chính sự ngày càng trôi trên giữa triều trung. Bên ngoài thì khắp nơi phản loạn nổi lên, vì xu cao thuế nặng lòng dân quốc hận. Ta làm vua nhưng quyền thần lớn ngát, thì hỏi sao ta không giữ vàng. Bao tháng năm gửi thân nơi thiền môn, lòng ông thanh thản đã hiểu ra nguyên do vì sao triều đại đổi thay. Ta nghe lòng xôn xao 14 năm vàng. Hai năm dài kể kinh, ta đã hiểu ra đổi thay nhân tình. Thế cuộc dần xoay theo lòng người thay đổi, tôi không giữ trọn câu tứ đức tam tòng. Tôi phụ ông tình nhà lý, hậu thế sau này sẽ chê cảnh mới hiểu đời đắng cay. Ta cảm ơn ông đã hiểu và tha thứ cho ta. Hôm nay bà đến chỉ để thăm ta hay còn chuyện gì khác? Trần Thủ Độ, ông ấy nhờ ta đến đây để trao cho ông một món quà. Quà gì? Ông ấy không cho ta biết. Bà cứ để đó. Xin phép ông, ta về. Trần Thủ Độ, ngươi muốn gì ở ta? Nhà sư Huệ Quang, ông đang làm gì đó? Bần tăng đang nhổ cỏ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thì ra hắn sợ lòng dân hướng về nhà Lý, hắn muốn ta chết hắn mới yên tâm. Trần Thủ Độ, giờ ta chẳng còn vì sao ngươi lo xa đến vậy. Ngày cũng như đêm miên thân nơi cửa Phật, nghe tiếng mõ hồi chuông, quên bỏ chuyện thế thái nhân tình. Suốt hai năm qua ta có gây chi lầm lỗi, sao ngươi lại tuy cùng giết tần? Giết một kẻ thù không tất sắc trong tay. Giang sơn nhà
bị họ trần các ngươi từng bước cướp đi. Đến vợ con ta cũng đã thuộc về ngươi, vậy mà các ngươi vẫn không hài lòng vợ quyết giết ta. Trần Thủ Độ, ngày nay ta chết, ngày sau con cháu ngươi cũng sẽ chết thảm như ta. Ly Huệ Tông, tại sao hình ảnh ngày cuối cùng của ngươi cứ đeo bám mãi ta? Bóng dáng của một tên vua bạc nhược không gánh vác được sang nào, bóng dáng của kẻ thất bại đang đi vào cửa Phật. Người tưởng người vào chùa ta sẽ tha cho người sao? Giết người đi, giết trừ mầm quả về sau, quyết bỏ sót ai, phải diệt hết họ Lý các người mới mong triều Trần đời đời hưng thịnh. Thủ Độ, ngươi tà ác đến như vậy sao? Ai? Ta đây. Ngươi là ai? Sao dám vào tư dinh của ta? Ta là người đó. Ta là một chút lòng giận đang còn sót lại trong ngươi. Ngươi xuất hiện để làm gì? Để khuyên ngươi dừng lại. Không, không bao giờ. Nếu ta dừng tay, cơ nghiệp họ Trần mới vừa sáng lập sẽ bị sụp đổ trong nay mai, ngươi có biết không? Còn nếu ngươi giết hết tông thất nhà Lý thì tội ác của ngươi chất cao hơn núi, ngươi sẽ bị đời đời nguyền rủa. Ta không sợ. Ngươi vì cơ nghiệp họ Trần mà chấp nhận làm ác thần của hậu thế sao? Đúng, ta vì cơ nghiệp của họ Trần, nói đúng hơn là ta vì tương lai của non sông đất nước Đại Việt này, ta chấp nhận cho người đời nay và cả hậu thế đời sau nguyền rủa. Ngươi làm vậy có đáng không? Đáng lắm. Ngươi làm tất cả mọi chuyện không phải để bước lên ngôi vua, điều này ta hiểu. Nhưng ngươi nói ngươi vì tương lai của non sông Đại Việt này, ngươi có ngụy biện không? Không, ta không ngụy biện. Ta không tin. Ngươi thì biết gì? Phía Bắc người Mông Cổ đang tung hoành các trận địa, đánh Kim, Ba Liêu, thống trị Đại Lý. Không bao lâu nữa họ sẽ tràn xuống phương Nam. Nếu Đại Việt không có được một cơ đồ, toàn dân chung sức chung lòng đến khi giặc phương Bắc tràn vào, làm sao ta chống lại bọn Rơ Mông? Non sông chìm trong máu lệ, quốc thần ngập tràn tan tóc tê lương. Những gì người nói ở tương lai thì làm sao con người hôm nay biết được? Lời lẽ của ngươi chỉ ngụy biện cho mình để cha đây việc làm độc ác sâu xa. Không, ta không ngụy biện đâu. Ngươi hãy chờ xem vó ngựa giặc Mông sẽ tràn vào biên ải. Dây cành tóc tan muôn dân than quán thì nỗi đau chia sẻ lớn hơn tội lỗi.
lòng tâm thiệp lực chống giặc ngoài sông. Nếu như ngọn dương tôn nhà Lý vẫn còn đây thì giặc đến sẽ gây thêm bao phiền toái. Thôi hôm nay ta chấp nhận mang tiếng ngang giết hết chúng đi để tránh quả sau này. Ta biết việc làm của mình tiên ác sẽ lưu danh, nhưng ta chấp nhận không sợ được đời sau nguyền rủa. Ta tin hậu thế sẽ công bằng phản xét, nhưng việc ta làm đâu đúng đâu sai. Người không nghe ta, người giết hết tổn thất nhà Lý, sau này người sẽ hối hận, người sẽ phải hối hận. Không, không, không bao giờ hối hận, ta sẽ sống. Thì ra lại là một giấc mơ. Thái sư, thái sư, ông phải làm chủ cho ta. Ta tức lắm, ta tức lắm đây nè. Phu nhân, chuyện gì vậy? Chỉ là một tên quân hiệu nhỏ nhoi mà hắn dám chặn đường cản ngõ không cho tôi đi. Hắn xem tôi chẳng ra gì và xem thái sư chẳng ra gì. Tên quân hiệu nào mà dám cả gan đến vậy? Phu nhân, bà hãy nói rõ ràng mọi chuyện ta nghe. Ông phải bắt hắn đến đây trị tội vì hắn dám xem thường tôi. Người đâu, giải tên quân hiệu ấy đến đây. Rồi đó, phu nhân bà đã hài lòng chưa? Bẩm thái sư, chúng tôi đã đưa tên quân hiệu ấy đến, đang ở bên ngoài đợi lệnh. Đưa hắn vào. Tên kia, sao người dám chặn đường thiên cực công chúa? Người có biết làm vậy là phạm thượng hay không? Bẩm thái sư, lệnh bà đi vào thềm cấm nhưng không xuống kiệu. Lệnh triều đình đã ban, chỉ có vua mới được ngồi kiệu vào thềm cấm. Kẻ này chỉ làm tròn bổn phận của mình, không dám phạm thượng với bề trên. Ra là vậy. Người ở chức thấp mà giữ được kỷ cương phép nước, ta còn trách gì nữa? Người đâu, thưởng cho hắn bà nén vàng và năm sấp giải lụa. Bẩm thái sư, con không dám nhận. Hãy lui ra và nhận lấy phần thưởng, cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Dạ, con đội ơn thái sư. Tại sao ông không trị tội mà còn thưởng cho hắn? Lính triều đình đã ban, kể cả ta cũng không được làm trái. Hắn đã làm đúng bổn phận của mình thì làm sao ta trách tội hắn đây? Bà vào cung để làm gì? Tôi vào thăm Chiêu Thánh. Từ ngày thái tử Trần Trịnh mất, con nó buồn lắm, bỏ ngủ quên ăn. Nhìn con mà tôi xót lắm. Bổn phận đã như vậy rồi, con muốn thay đổi cũng không được. Bà có gặp bệ hạ không? Không, bệ hạ đi Thiên Dân tự cầu phúc cho nên tôi không gặp. Thái tử thì bị chết non, nền móng không vững chắc thì làm sao dẫn nước hưng thịnh? Nước đã không thịnh, khi có giặc ngoại xâm làm sao mà chống đỡ đây? Nhưng tôi tin là Chiêu Thánh sẽ lại có con nữa mà. Chờ đến bao giờ? Việc quốc gia đại sự không phải là chuyện thiếu thuộc mài giá. Chiếc áo đã rách rời, dứt bỏ nó đi. Hôm sau không giá được thì quăng vào xó nhà cũng chẳng làm sao. Ý ông là sao? Thuận Thiên đang có mang đúng không? Được 3 tháng rồi. Đưa Thuận Thiên vào làm hoàng hậu. Còn Chiêu Thánh thì sao? Cho xuất cung. Còn Trần Liễu, làm sao mà nó chịu được? Nó sẽ phải chịu được. Đấng Nam Nhi chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà không chịu được thì làm sao làm nên đại sự? Đã sanh ra mang dòng máu họ Trần thì phải khác người, phải chịu được cái đau mà người khác không chịu được. Còn bệ hạ, liệu người có đồng ý không? Chuyện bệ hạ và Trần Liễu bà để tôi lo. Bà lo thu xếp 2 nàng công chúa của bà, chúng nó cũng mang nửa dòng máu họ Trần đó.
khuyên chúng nó gạt bỏ chuyện nhỏ mà hãy nghĩ đến đại cuộc. Ông làm như vậy, bọn trẻ sẽ đau khổ cả một đời, ông có biết không? Bọn trẻ đau khổ còn hơn hàng vạn sinh linh đau khổ. Nhà Trần mới vừa sáng lập, cơ nghiệp chưa vững bền, vua không còn nối dõi. Để thời gian kéo dài loạn lạc nổi lên, đến khi ấy muôn dân Đại Việt sẽ lại chìm trong bể khổ. Trần Thủ Độ. Sẽ mắc tội khi quân. Tình thế như vậy rồi,
phải chấp nhận thôi. Đồng ý hay không, chúng nó không có quyền quyết định. Nhưng tại sao lại là Phượng Tiên mà không phải là một người nào khác? Bà muốn người đàn bà khác họ lên làm hoàng hậu để gieo mầm móng cho sự cướp đoạt sau này à? Không, không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ có người họ Trần mới được lấy nhau. Đó là sự bảo đảm cho ngôi báo không lọt vào tay ngoại tộc. Tôi không phải là người ác độc, nhưng gánh nặng trên vai buộc tôi phải đề phòng. Bà đành hiểu rõ tánh tôi, khi đã làm chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Một lần này thôi, một lần này thôi, đây là lần sau cuối. Tôi sẽ không để bà dính vào chuyện kiều trung. Tôi hứa với bà. Chiều Thanh ơi, mẹ xin lỗi con. Phải nói ra với con điều này, lòng mẹ tan nát. Tại sao tôi phải khuyên đứa con này nhường chồng cho đứa con khác? Đứa con khác thì đang mang thai với chồng nó 3 tháng, tôi cũng phải khuyên nó bỏ chồng để lấy chồng của em gái mình. Trời ơi, trên đời này có ai khổ nhờ tôi? Của con mình.
Chiều Thanh ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con làm gì? Tại sao mẹ không xin chồng của mẹ được bưng em con? Khi mới lên 8 tuổi, con đã nhường ngôi cho Trần Cảnh, trao cơ đồ họ Lý hơn 200 năm cho họ Trần. Từ một nữ hoàng xuống làm hoàng hậu, con cứ nghĩ cuộc đời con từ nay yên ả như mặt nước. Nhưng có ngờ đâu, đất bằng dây sông yêu thương chưa tròn dự đành chia xa. Làm khác được Thuận Thiên ơi, con đã mang thai 3 tháng rồi, con làm sao có thể làm hoàng hậu khi mình đã có thai với Hoài Dương? Điều ông ấy cần là đứa bé trong bụng chị. Đứa bé đó sẽ giúp cho nhà Trần không phải mất đi. Chỉ vì bệ hạ với em không có con nuôi dỗi. Đại việc này đâu phải chỉ có chị là phận gái. Tại sao ông ta lại không chọn ai khác mà phải là chị? Vì đứa trẻ ấy mang huyết mạch của họ Trần. Điều ông ta sợ nhất là người ngoại tộc có cơ hội cướp đi ngôi của họ Trần. Trời ơi, tại sao trên đời này lại có một con người lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy? Thuận Thiên ơi, Chiêu Thanh ơi, mẹ xin hai con, hai con hãy nén lại nỗi đau, hãy nghĩ đến cơ nghiệp họ Trần vừa khai sáng. Họ Trần là của mẹ chứ không phải là của con với chị Thuận Thiên. Mẹ đã thông mưu với người tình gian dại cướp mất thiên hạ của nhà Lý, ép cha con phải thắt cổ chết ở chùa Chân Giáo, tạc sát tông thất nhà Lý. Khi mọi người về cung bái tổ đường, tất cả mọi người đã chết, tất cả mọi người đã chết mà không biết vì sao mình chết. Tại sao vậy mẹ? Tông thất nhà Lý đã an phận rồi, tại sao, tại sao ông ấy và mẹ vẫn không tha cho họ? Không, không, tất cả những việc đó là do Thủ Độ làm. Mẹ, mẹ không hề hay biết. Kể cả việc cha con tự sát mẹ cũng không biết sao. Mẹ có nói dối lòng không hả mẹ? Con tìm đến đây với hy vọng mẹ sẽ giúp con cầu xin ông ấy thay đổi quyết định.
Nhưng xem ra con đã đến sai chỗ rồi. Vì mẹ có biết thương ai ngoài bản thân của mẹ đâu. Không, không. Thuần Thiên ơi, Chiêu Thánh ơi, mẹ xin hai con, hai con đừng đối xử với mẹ như vậy. Đừng chà xát muối vào vết thương của mẹ mà. Mẹ, cha con suốt một đời yêu thương mẹ. Cha đã bao lần cứu mẹ thoát khỏi cái chết. Nhường cho mẹ từng phần giữa sương mù. Sao mẹ đành lòng không chờ che? Mẹ đã cầu xin ông ấy suy xét lại, đừng để các con của mẹ đau lòng. Nhưng mẹ không thể giúp được các con mình. Tôi còn nỗi đau nào đau. Thử hỏi, trên đời này có người chị nào lại ngang nhiên cướp chồng của em mình như con không hả mẹ? Đây là thánh chỉ. Mà đã là thánh chỉ thì ta phải cúi đầu vâng lệnh. Thánh chỉ sao? Chiều Thánh, đây là ý của chồng em sao? Trời ơi, tôi còn biết phải tin ai đây? Thiên Cực công chúa, bà hãy nói với Trần Thủ Độ, ngài Kiệu Vua rước tôi vào cung thì cũng là ngài Thuận Thiên này từ giả cõi đời. Hãy đưa Kiệu đến mà rước một xác hai mạng này vào cung. Trần Canh, đây là ý của chàng sao? Không, mẹ nói dối, chàng không bao giờ có ý nghĩ thấp hèn như vậy. Dạ bẩm hoàng hậu, sau khi nói chuyện với thái sư, bệ hạ đã dẫn một số tùy tùng vội vã ra thành Hướng Đông. Mẹ có nghe không? Chàng không chịu sự sắp đặt của ông ấy. Chàng đã bỏ đi rồi. Chàng đã bỏ đi rồi. Trong cảnh ơi, thì thương chàng quá. Làm sao chàng có thể chịu được việc này? Trần Cảnh ơi, thiệt phải làm sao đây? Thiệt phải làm sao đây?
Chiều Thanh ơi, ta đã tệ bạc với nàng, ta có lỗi với nàng nhiều lắm. Vì họ Trần mà họ Lý nàng chịu bao điều khổ hận. Rồi đây ta còn dám nhìn ai giữa trời đất này? Khi ta làm vua mà không hiểu đâu là đạo nghĩa. Một ông vua lại lấy vợ của anh trai mình khi nàng ấy đang mang thai. Ta còn dám đối diện với ai giữa trời đất này, nhất là đối diện với nàng? Ly Chiêu Hoàng của lòng ta, nàng có hiểu nỗi lòng ta không? Chiêu Thanh, Trần Cảnh ơi, thiếp hiểu lòng chàng đang tan nát, cũng như lòng thiếp đang rỉ máu tim đau. Vì từ giờ hai ta thương nhớ nhau cũng đành cách xa, thuyền trôi mãi trong sương mờ, thu mình cách xa. Chiều Thanh ơi, thấu chân lòng của ta, ta thương nàng trung duyên hồng nhan, chịu lắm đoạn trường đau thương gì đâu. Chuyện tâm dừng xây dương triều.
mà giờ này ta giống phụ ân sâu. Đối với nàng ta không trọn chữ phu thê, với triều ly ta là tên bất nghĩa. Nàng đã trao ta ngôi cao chính bệ, vậy mà ta không bảo vệ được cho nàng. Ta sao dám nhìn mặt văn võ ba quan, những nguyên lão lưỡng triều còn sót lại. Họ sẽ nghĩ gì khi ta là tên bạc nghĩa, dứt bỏ ân tình với người vợ Tào Khang. Trần Cảnh ơi, chàng và thiếp cùng văn võ triều thần, tất cả chúng ta chỉ là những quân cờ của ông ấy. Con đường phía trước của chàng còn nhiều lắm những chông gai. Chàng vừa phải trị nước an dân, vừa phải biết cách kiềm chế quyền thần. Chỉ một nước cờ sai thì chàng sẽ đánh mất cơ đồ trong chốc lát. Chàng hay vì bá tánh mà quên đi hoàng hậu Chiêu Thanh này. Từ nay chuyên tâm xây dựng vương quyền thì sự hy sinh của thiếp mới thật là ý nghĩa. Chiêu Thanh, Chiêu Thanh, Chiêu Thanh. Tâu bệ hạ, xin người hãy mau hồi cung, bá hoàng văn võ đang nóng lòng chờ đợi. Không có ta thì triều đình vẫn vậy. Mọi thứ đã có thái sư chèo chống. Ta có trở lại Thăng Long hay không cũng chỉ vậy mà thôi. Bệ hạ, người là vua của Đại Việt, nước không thể một ngày thiếu vua. Trong lòng của thái sư vẫn xem ta là vua của Đại Việt sao? Bệ hạ, tại sao người nghĩ và nói như vậy? Không phải ta nghĩ và nói như vậy, mà là do những hành động của thượng phụ đã nói lên điều đó. Thần làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến cho giang sơn Đại Việt, nghĩ cho cơ nghiệp họ Trần. Kể cả ép vua làm điều bất nghĩa đúng không? Trên vai của bệ hạ gánh trọng trách lớn lao, xin người hãy nghĩ cho cơ nghiệp họ Trần. Hãy suy nghĩ và hành động vì đại cuộc, đừng suy nghĩ tầm thường như bọn thất phu. Thượng phụ hãy trở lại Thăng Long, tìm ai đó có cách nghĩ lớn lao như thượng phụ thay ta làm vua. Ta sẽ ở lại Yên Tử này, sống một đời yên ả. Bệ hạ! Tại sao người có thể như vậy được chứ? Người là chân mệnh thiên tử, còn thủ đô là thân phận bề tôi. Thủ đô làm sao dám làm chuyện khi quân như vậy được? Thần biết bệ hạ đang trách thần vì chuyện của hoàng hậu Chiêu Thanh, nhưng xin người hãy hiểu cho lòng trung của thủ đô này. Những việc thần nghĩ thần làm đều vì bệ hạ, vì giang sơn gấm dốc thiên thu, tuyệt nhiên không nghĩ cho mình. Xin bệ hạ xét suy, ta còn dám nhìn ai vì những chuyện thượng phụ an bài. Ta là vua nước non này mà phải chịu nhiều đắng cay. Thật biết bệ hạ lắm xót xa, nhưng hãy nghĩ cho xã Bắc Sơn Hà, đừng mang nặng trong lòng. Xin hãy trở về Thăng Long. Ta không về, ta sẽ ở
xưa đến nay có không ít triều đại khởi đầu không tốt đẹp, nhưng những vị vua kỳ tài ấy biết cách quên đi những suy nghĩ tầm thường, lòng luôn chuyên tâm lo cho dân cho nước. Những việc làm của bệ hạ hôm nay hậu thế đời đời soi xét. Ta chỉ muốn mình không phải sống thẹn với lòng, chỉ vậy thôi mà cũng không được hay sao? Thượng phụ hãy về đi, ta muốn ở lại đây sống một đời yên ả. Nếu bệ hạ muốn ở lại yên tử này, thần sẽ cho xây cung điện tại đây. Vì vua ở đâu thì kinh đô ở đó. Thái sư, ông người đâu? Bắt đầu từ ngày mai sẽ xây cung điện tại núi Yên Tử này. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Hoài Dương hầu Trần Liễu đã làm phản, hiện đang hội quân ở sông Cái định đánh vào Thăng Long. Rồi sao? Anh ta làm phản à? Chuyện không có gì đáng lo, kẻ nào phản nghịch thì ta tiêu diệt ngay kẻ đó. Điều quan trọng hiện giờ là xin bệ hạ mau kiếp hồi kinh. Rồi sẽ có một ngày gươm giáo bỏ lại sau lưng, ta sẽ trở lại núi rừng Yên Tử. Các tướng nghe lệnh, bao vây khúc sông này, bắt cho được thằng giặc Liễu cho ta. Bệ hạ ơi, cứu thần, cứu thần bệ hạ ơi. Hoài Dương, anh hãy đứng lên. Bệ hạ tha chết thì thần mới dám đứng lên. Anh gây ra binh biến như vậy, ta biết phải làm sao? Chúng ta là anh em một mẹ một cha mà, ta đã biết lỗi của ta rồi. Xin bệ hạ hãy tha tội cho ta, chỉ vì ta là kẻ thiếu xét suy nên mới hỏi quân gây chuyện nghịch thường. Giờ ta biết lỗi, xin cúi đầu nhận tội. Chúng ta là đệ huynh cùng sanh một mẹ, nay thấy anh lỡ bước cùng đường, lẽ nào ta chỉ biết đứng nhìn, không cứu anh mình thoát cảnh đồ rơi. Chẳng cảnh, đệ hãy cứu huynh. Cứu người để người tiếp tục nuôi mộng làm phản à? Một ngày nào đó thời cơ đến, người lại gây binh biến cướp ngôi vua, gây ra cảnh nồi già sao thịt nữa hay sao? Thằng giặc Liễu, người chết đi. Thượng phụ, xin người hãy tha cho Hoài Dương. Bệ hạ, xin người hãy tránh ra. Thượng phụ, nếu không giết giặc Liễu này thì sẽ có 100,000 thằng giặc Liễu khác nổi lên, giết nó để răn đe thiên hạ. Kẻ nào chống lại triều đình thì kẻ đó phải chết. Chết đi. Thượng phụ, xin người hãy dừng gươm, đừng giết anh còn cắt đứt chữ thâm. Cho thù hận chất chồng thêm, Hoài Dương nay đã ăn năn hồi quân trên bến sông này, nên đến đây chịu tội đã làm. Đừng đến cầu xin cho kẻ phản loạn, ta quyết không tha tội này. Làm phản chống lại triều đình tội quá rõ ràng, tất cả phải đồng cầu xin thế
xưa nghĩ lại chút tình, cùng chung gia tộc họ Trần cầu xin. Thượng phụ suy xét tận tường, tha cho huynh ấy một lần. Nếu như quyết giữ nghiêm hình, bao tội tình con xin chịu cánh đầu rơi. Bệ hạ, tại sao người lại làm vậy? Hoài Dương giờ đây đã bị mất đi tất cả. Vì ai? Vì ai? Nếu thượng phụ muốn giết Hoài Dương thì hãy giết ta trước đã. Bệ hạ! Cuối cùng ta chỉ là một chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch lúc nào. Bệ hạ, thần đội ơn bệ hạ đã lấy thân mình cứu mạng cho thần. Nếu không có bệ hạ thì thật đã chết như lưỡi gươm của thái sư. Huynh hãy đứng lên đi. Dạ, đội ơn bệ hạ. Ta hối hận quá, tại sao ta lại làm như vậy? Ta hỏi quân ở sông Cái đi làm gì? Từ nay ta an phận sống không tranh đoạt với đời, cho qua một đời cay đắng. Hoài Dương hầu Trần Liễu nghe lệnh, trọng phong cho khanh chức An Sinh Dương. Từ nay hãy về đất yên dưỡng, yên bang lập nghiệp. An Sinh Dương Trần Liễu xin đội ơn bệ hạ. Trần Thủ Độ, ông mệt rồi, ông nằm nghỉ đi. Cả một đời của ông chỉ có bốn chữ: non sông đại sự. Những việc làm của ông đối với triều Trần, hậu thế đời đời ngưỡng mộ. Còn với triều Lý thì ai ở hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng phải hành xử như tôi mà thôi. Muốn xây dựng một vương triều hùng mạnh, toàn dân đặt tâm chấp nhận ngoại xâm, thì phải gạt bỏ hết mọi chướng ngại từ phía bọn tâm Lý triều. Có cần phải như vậy không? Cần lắm chứ. Vì thế mà những việc làm của ông quá bào tàn, giết người cả tộc. Đúng chính là việc làm vô nhân đạo, ngàn đời sau không xóa được. Mà chỉ giận cho mình vì quả yêu ông đã gây bao điều quan trái, để khi chết đi mang theo nhiều ân quan hổ thẹn với lương tâm về những chuyện sai. Thời trẻ gửi thân chúa trì
ngày lo sợ đàm thái hậu ra tay, cúi đầu nương nhờ vào lòng thương của Lý Sàm. Ôi thân phận của một người con gái, biết dựa vào ai để ngẩng mặt làm trận chiến trong quân Mông Cổ. Bà là một anh hùng của Đại Việt. Bà đã đưa hoàng thất rút lui về an toàn phòng tuyến, dẫn chuyển quân lương kịp lúc kịp thời. Nhờ vậy mà quân ta phản công toàn thắng Đông Bộ đầu. Công tôi lớn nhưng tội tôi không ít. Tôi đã im lặng để ông làm những chuyện bất nhân. Tất cả những việc làm mà bọn Hủ Nho cho là bạo ngược đều là do tôi, bà chẳng liên quan. Đừng nghĩ nhiều về những chuyện đã qua, đó là thiên định không thể nào chống được. Hậu thế đời sau có buông lời nguyền rủa, họ sẽ mắng tội chớ chẳng cách chi bà. Trần Thị Dung, bà đã chết rồi kia mà, sao bây giờ bà lại ở đây? Tôi về đây là để đưa ông đi. Đã đến giờ tôi phải đi theo bà rồi sao? Dương thọ của tôi đã hết rồi sao? Ông tiếc lắm sao? Ai rồi cũng đến ngày này, có ai tránh được cái chết đâu. Nhưng quan trọng là sau khi chết, hậu thế đời sau sẽ nghĩ gì về ta? Hậu thế đời sau nghĩ gì về tôi không quan trọng, nhưng họ nghĩ về bà thì tôi vui lắm. Bà đã thấy đó, sau ngàn bà mất, người dân lập miếu thờ tôn kính khói hương, truy tặng bà là linh từ quốc mẫu. Đó cũng là điều hạnh diện nhất đời. Bà cũng thấy rồi đó, nếu như họ trách giận bà thì làm sao họ lập miếu thờ bà. Còn tôi không mong gì thiên hạ đời sau hiểu và tha thứ cho tôi. Tôi là danh tướng của Đại Việt, tôi đã có công xây dựng triều Trần, tạo nền móng cho Đại Việt có đủ sức chống lại giặc ngoại xâm. Bà còn nhớ không, khi Ngột Lương Hợp Thai kéo quân vào Đại Việt, triều thần lo trước tính sau, kẻ thì muốn chiến, người thì muốn hàng. Bệ hạ phân vân không biết chiến hay hàng, người đã hỏi ý tôi. Dạ, ông đã nói. Đầu thần chưa rơi, xin bệ hạ đừng lo. Vậy là vua tôi một lòng đánh đuổi giặc Mông trở về phương Bắc. Thử hỏi, nếu không phải là tôi thì ai? Ai sẽ làm được điều này? Ai? Ai? Ông cứ yên nghỉ đi, tôi tin hậu thế đời sau sẽ công bằng phán xét giữa công và tội của